Đẹp trai mà số 03 đến từ Bắc Giang, ok. Thì hôm nay LTL lại quyết định làm một clip gọi là cực kỳ là kinh dị luôn nha anh em ơi. Đấy, anh em thấy chưa, thì hiện tại LTL đang mặc có cái bộ đồ rất là trẻ trâu anh em ạ. Đấy thì hiện tại là bây giờ đã chính thức là bước sang năm mới nha, năm 2022 anh em ạ. Đây cho anh em xem luôn nha, 0:15 nha. Đấy anh em thấy chưa, thì bước sang năm mới, LTL cũng kiểu như là chúc tất cả anh em với gia đình có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong công việc lẫn trong học tập nha anh em ơi. Đấy thì nhân tiện sang năm mới, LTN cũng làm cái clip kiểu như là giả trẻ trâu xong đi xin lì xì nha mà. Đấy thì anh em nào muốn nhận lì xì từ LTN thì anh em nhớ quay đến cuối clip nha, đừng có thua một giây nào và bấm cho LTN một nút like nha anh em ơi. Thế thì trước khi giả trẻ trâu đi xin lì xì thì LTN phải đổi quả tên đã anh em ạ. Đấy thì bộ đồ đã đổi rồi anh em ạ, đổi quả tên cho nó trẻ trâu tí anh em ạ. Trẻ trâu 2K10 đi anh em ơi, trẻ trâu mấy chữ u đi, 2K10, trời ơi chốt luôn, đổi thành công rồi nha anh em ơi. Đấy à, riêng cái tên này với cái bộ đồ này mà đi xin lì xì mà không được thì hơi phí anh em ạ. Được ảo án ấy, thì không biết là có ai cho lì xì LTN không, nhưng mà chắc chắn là tí nữa là LTN sẽ cho lì xì anh em rồi. Ê bây giờ LTN kiểu như năm mới xem có gì quay không nhá. À ra một cái bộ đồ mới này anh em ạ. Thôi bây giờ mình sẽ xúc luôn bộ đồ này nha anh em, xong bắt đầu mình sẽ đi ghép ngẫu nhiên để đi xin lì xì anh em. Đấy quay luôn khô máu luôn nhá. Đấy tắt cái này đi, quay khô máu luôn. Đấy, xem bao nhiêu ra nhá anh em. Rồi ra trong cái... Ôi, ra trong bộ đồ anh em ạ. Rồi, đỡ phải quay katana. Rồi, katana mình không cần nó anh em ạ. Đấy, không trang bị luôn, chứ trang bị luôn là kiểu như là nó thành người giàu ấy, không xin được lì xì đâu anh em ơi. Anh thấy chưa, cái bộ đồ lại cực kỳ trẻ trâu nhá. Thì bây giờ là tên là sẽ đi ghép ngẫu nhiên luôn nha anh em ơi. Hợp lý. Chơi chế độ đá thiên đường nha mà. À, chơi chế độ đối kháng đi anh em ơi. Chế độ đối kháng đi, gặp luôn nha anh em. Không biết là gặp ai nha. Thì ok tất cả anh em nha, LTN đã vô thành công trận đấu nha. Bây giờ LTN sẽ xem đồng đội LTN có giàu nha, để LTN sẽ xin lì xì nha bạn. À đù, bộ đồ rất là giàu anh em ạ. Đù, dồi LTN Ngọc Diễm anh em ạ. What? Và trưởng Ngọc Diễm anh em ơi. Đù, chiếc độc là chiến này gặp Ngọc Diễm này. À, LTN sẽ kiểu như tí LTN sẽ thử xin lì xì Ngọc Diễm, xem Ngọc Diễm có cho không nhá. Ngọc Diễm trên 18 tuổi, người lớn rồi anh em ạ. Đấy, mình sẽ kiểu như giả trẻ trâu 2K10 anh em ơi. Chết rồi, mình để quả tên là trẻ trâu 2K1 này, chết rồi. Toang rồi anh em ạ. Hình như lúc nãy mình đặt là nó kiểu như nó bị dài quá anh em, không được nhá. Rồi không sao, cứ kiểu như bây giờ mở mic lên anh em. Alo, hello bạn nhá. À, hello chị nhá. Yếu rồi. Đâu yếu đâu, để em cân rồi. Ôi, để em cân rồi. Ngu dốt. Ôi, bà hay quá chị ơi. Ơi, năm mới, chúc chị năm mới vui vẻ nhá. Ok, cảm ơn trận đầu tiên đã gặp với em. Chúc em với gia đình cũng năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc nha. Ơi, vâng, em cảm ơn chị nha. Ui, thế chị đồ giáo thế. Ui, chị là vợ của anh LTN trên TikTok à? Đúng rồi. 10 điểm. Ui, đúng là chị, em nghe nói chị rất là hào phóng đúng không? Đúng rồi, sao em? Ui, em bắn hay lắm, nhưng mà em nhìn trẻ trâu này, nhưng mà em bắn hơi hay chị ạ. À, thế à? Ui, chị đã chết rồi, chị nhìn em nha. Ra là vô đồng luôn. Yêu ơi, chồng bụi bỏ kia rồi yêu. Mà năm mới này tí nữa em, ui chết em rồi. Mà năm mới này nếu mà em bắn hay tí, chị có cho em cái này không? Em. Cái này từ từ đã, bình tĩnh. Tí nữa em đi xin cơ, sợ chị không cho. Xin chị em. Xin cái ấy. Năm mới này chị không biết này, kiểu như là trẻ trâu nó thích cái gì à? Thích gì hả em? Ồ, vai thật đấy. Trẻ trâu bây giờ nó chỉ thích lì xì thôi. Ồ, lì xì á. Vâng, này em trẻ trâu mà. Em trẻ trâu, chị lì xì cho em đi. Em mà trẻ trâu á? Em trẻ trâu mà. Trẻ trâu tên em là 2K1 đấy. Em 2K1 của mình. À nhầm đúng đấy, em kiểu như em đập nhầm đấy. Chứ em là 2K10. Tên chắc. Thật không? Em trẻ trâu 2K10 thật mà, chị không tin à? Tên tất là được. Không tin. Chắc chắn luôn, em đập nhầm thôi. Bây giờ chị có gì cho em không? Năm mới mà. Em chỉ xin 450 kim cương thôi. What? Có, chị có cái gì? Chắc chắn không? Chắc chắn luôn. Ồ, chị uy tín đấy. Chắc chắn. Thả đông đi, thả đông đi. Nhưng mà phải có gì chứ mới biết gì chứ. Ui, đấy, đấy. Có gì nữa như nào?
Chị muốn như Ý nào? là các bạn ở trên kênh YouTube của chị thì các bạn cũng phải trả lời đúng câu hỏi của chị thì các bạn nên mới được lì xì. Ừ, thế bây giờ thế nào chị lì Không công xì? bằng. Ủa, tưởng chị lì xì luôn cơ. Thì nha, bây giờ em solo với chị một trận. Chưa thắng chị là được ý. Đúng rồi. Chắc chắn không? Thắng chị có lì xì em Nếu không? mà thắng chị là chị đề xì hẳn 500 viên đô luôn. Wow. Đu Xuất sắc, xuất sắc. Nhớ nhá, chị nhớ mồm nhá. Được rồi. Được. Chắc nó chẳng là xong ra chị lì xì với em là xong solo luôn nhá. Ok. Ok luôn. Thì ok tất cả anh em nha, LTN đã tạo phòng thành công với Ngọc Diễm rồi nha anh em ơi. Đấy thì không biết là Ngọc Diễm có khinh thường thằng Dẻ Trâu hay không, nhưng mà thật ra là mình bắn hơi bị kinh em ạ. Dạ là kiểu như mình luyện tay mình bắn là ra đạn là vô đầu luôn đấy. Thì mình nghĩ là chắc chắn là trận này mình sẽ thắng Ngọc Diễm rồi. Không biết là năm mới liệu Ngọc Diễm có lì xì cho mình không nhỉ. Đấy anh em nhớ là đừng có kiểu như tăng Ngọc Diễm mà nhá. Chứ Ngọc Diễm mà biết mình mà là LTN ấy thì khả năng là Ngọc Diễm cho mình ra gầm cầu em ạ. Đấy thì hiện tại mình đang kiểu như là giả vờ làm Trẻ Trâu để kiểu như xin lì xì Ngọc Diễm em ơi đấy. Mày chết. À mà anh em dự đoán tỷ số trận đấu này đi. Đấy nếu mà bạn nào dự đoán đúng ấy, thì LTN sẽ lì xì luôn 500 kim cương ngay đầu năm nha anh em ơi. Đấy ok thì bây giờ LTN sẽ hết sọt Ngọc Diễm luôn này anh em ạ. Đấy Ngọc Diễm chỉ là tuổi con nghen quang thôi. Đấy hoặc là tuổi con tạch trùng anh em ạ. Chứ gặp LTN thì chỉ có hết sọt thôi. Ok anh em nha, thì trận này LTN sẽ bật luôn cái bản hack Ngọc Diễm triệu hồi cơm mèo nha. Để LTN kiểu như hết sọt một viên nha. One shot one kill cho anh em xem nha. Mình chỉ làm một lần duy nhất thôi nè. Hết sọt thôi này, em thấy chưa? Quá đẳng cấp luôn. Đấy thì hôm nay kiểu như năm mới nên LTN cũng kiểu như muốn có một cái event nho nhỏ dành cho tất cả anh em fan cứng của LTN nha. Thì anh em nhớ quay đến cuối clip nha và bấm cho LTN một nút na nha. Ai mà không bấm na thì sẽ không nhận được quà đâu nha. Ok. Thì tí nữa LTN sẽ ra cho anh em mỗi câu hỏi và kiểu như 100 bạn trả lời đúng ý, thì LTN sẽ chọn ra 100 bạn ngẫu nhiên và tặng mỗi bạn kiểu như 2022 kim cương nha anh em ơi. Bởi vì năm nay là năm 2022 anh em ạ. Đấy quá tuyệt vời còn gì nữa anh em ơi. Ok nha, thì trước hết là bây giờ LTN phải chốt Ngọc Diễm 4-0 nha, để xem Ngọc Diễm có tặng lì xì mình như trước Ngọc Diễm nói không nha. Chết mẹ mày rồi con. Thì mong là Ngọc Diễm giữ đúng lời hứa anh em ạ. Bởi vì là mình tự nhiên là mình được mấy trăm kim cương có phải ngoan đúng không anh nhá. Ui rồi trận này Ngọc Diễm lại còn bán cả với cấp M thì mình chịu luôn đấy. Trận này kiểu như là thấy mình bắn quá là hay rồi, nên là Ngọc Diễm không làm gì được, nên là Ngọc Diễm phải bắn súng xa anh em ạ. Đấy LTN đặt keo rất là nhanh nên anh em yên tâm nhá. Thì quả này mình sẽ kết thúc luôn này anh em ơi. Hết chót nó này. Ôi trời ơi không trúng đầu. Hết sọt nó này. Trời ơi quá đơn giản luôn. Nó ở cái tập chất. Thì bây giờ LTN sẽ ra đòi lì xì Ngọc Diễm nhá. Anh em nhớ đừng có bảo mình là LTN nhá. Alo alo, bây giờ em thắng rồi, bây giờ chị lì xì em đi. Chị uy tín mà. Cái thằng này bắn hay ghê. Chả hay, em trình thách đấu đây. Được rồi, chị giữ lời hứa đưa cái ID đây chị vào chị lì xì cho. À đủ, thật không ấy? Ơ, thằng này chị uy tín, chị đùa mày à? À, được đấy, ui giời, Ngọc Diễm uy tín anh ạ. Anh LTN đây, trời ơi, anh thử lòng em thôi. Gì đấy? Nhưng mà em uy tín đấy. 10 điểm. Ơ, em tưởng đứa trẻ con nào cơ đang định lì xì cho nó thế năm thôi, mới thôi. Bây giờ chắc là anh để tạm biệt cơ nào. Nào, khoan. Cái gì đây? Anh dám chôn em đúng không? Ồ, anh chôn đi cho chôn em mà. Này. Anh biết cho mày là năm mới đấy. Đi ừ, xì cho mày. Nhanh. Cái gì á? Anh đi xì cho em đi anh. À đủ. Lạp kim cương cho em. Xin vĩnh biệt cô. Ai chưa? Ôi sao lại phải đi xì em à? Ôi chết rồi, ngu rồi. Thôi được rồi. Nhanh lên. Thôi đằng nào anh cũng đi xì cho em, anh đi xì cho mọi người luôn. Thì mọi người cũng đang rất là mong chờ anh đi xì rồi. Không nha. Đấy, thì LTN cũng chỉ biết chúc thế thôi, chả biết chúc gì anh em ạ. Bye bye tất cả anh em.